việc nó đến ngập lụt. Như lãnh đạo là hy vọng là cũng như ông phải là bọn em đã đi được đến trận chung kết cuối cùng và hôm nay là trận chung kết. Rất là cảm ơn ban lãnh đạo cũng như là người cổ đã dành cho bọn em những hy vọng nhất. Qua chiến thắng PVF ấy, thì cái trận đấu mà ở vòng bảng ấy thì đó là một trận đấu nó không để nói lên cái điều gì cả, chỉ có là khi mình thắng được bán kết vào rồi thì bạn luyện cũng nói là đây là trận đấu để mang cái cúp về để cho quê hương, thì bọn em phải chiến đấu hết mình và đá phải 200% sức lực để giành. Và trừ đi được ban lãnh đạo công ty cũng như là các huấn luyện trưởng đều tạo điều kiện cho mình đều dành những cái gì mà ngày xưa mình cầu thủ. Thì bây giờ mình làm huấn luyện viên, mình truyền lại cho vận động viên những cái gì mà tốt nhất của mình là chưa, để cho các em nó đi lên và hướng tới là từ đội 1 trong năm và cao hơn nữa là đội tuyển Việt Nam. Thật sự bóng đá trẻ là nó khác đội 1 thì nó có nhiều cái hơn. Thì đội 1 thì các cầu thủ trẻ năm nay thì chưa hòa nhập được với cái bóng đá chuyên nghiệp lắm, nên là cũng như Tây cũng không có để mà đều được, cho nên là đá phục vụ đó là chuyện đấy là bình thường. Còn đến trẻ thì được sự hỗ trợ của tỉnh cũng như ban lãnh đạo của đội bóng, thì các huấn luyện viên sẽ tất cả các khu đều truyền lại hết cho những cái gì mà tốt nhất cho từ 11 cho đến 21. Thật sự làm việc với các em từ 13, 15, 17 thì là một đội tuyển tiền đạo, thì với cái gì đấy sau trận trận đấu mình đều lại những kinh nghiệm cho học sinh là những cái tiết điểm kết quả như nào như kia thì cũng phải có kinh nghiệm sau đấu. Hướng tới thì mỗi huấn luyện viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất, còn bây giờ mình đang cần làm sao cho những cái đấy là thuộc thẩm quyền của lãnh đạo của đội bóng. Bóng nước thì tất cả các đứa trẻ đều hy vọng là tỉnh nhà cũng như nhà tài trợ là quan tâm đến bóng đá trẻ tỉnh Nghệ An nhiều hơn. Ok, cảm ơn anh.